Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái lá thư mà mình mới vừa nhận được từ PayPal gửi cho mình sau khi mà mình nộp cái đơn PPP đó các bạn. Thì tất cả những ai mà đã nộp đơn qua tất cả các lender thì sau khi mà mình nhận được cái tiền vay rồi đó, một khoảng thời gian sau thì mình sẽ làm cái đơn forgiveness. Thì hiện tại bây giờ cái đơn forgiveness thì các bạn sẽ làm cái đơn mà 3508 easy, rất là dễ dàng ha các bạn. Nhưng ngày hôm qua PayPal đã gửi cho mình cái lá thư này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nội dung nha. Đây là nội dung của cái email mà mình đã nhận được ngày hôm qua đây các bạn. Thì bây giờ là chia sẻ đọc cho các bạn xem trong cái email này họ nói gì ha. Thì ngay trang đầu thì các bạn nhìn thấy rồi ha. SBA Paycheck Protection Program Loan được gửi từ PayPal. Rồi những ai mà nộp đơn qua PayPal thì sẽ nhận được cái thông báo này, và chị không biết là những cái lender khác họ có gửi hay không ha. Thì đây là cái nội dung để chị sẽ đọc cho các bạn xem coi họ nói gì nha. Là một doanh nghiệp nhận được sự tài trợ cho vay chương trình bảo vệ tiền lương và có thể sớm được điều hướng thành công quy trình xin tài liệu và đơn tha thứ cho chương trình Paycheck phức tạp này. Bạn có cơ hội để nghe tiếng nói của bạn. Rồi, trong khi SBA đã hành động để đơn giản hóa quy trình tha thứ cho vay bằng cách giới thiệu mẫu SBA 3508 Easy, Quốc hội đang nghe các cử tri cho rằng quy trình này vẫn còn phức tạp, khó hiểu và tốn thời gian, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thực sự nhỏ. Do đó, Quốc hội đang xem xét luật pháp bổ sung để giải quyết cho những lo ngại này và tiếp tục hợp lý hóa chương trình để giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ nhất được nhận được khoản vay dưới 150.000 đô. Này các bạn nhìn ha, đang họ ghi là những cái doanh nghiệp nhỏ nào mà nhận được cái chương trình bảo vệ tiền lương này là dưới 50.000 đô ha các bạn. Mọi sự cải thiện sẽ tác động tích cực đến hàng triệu doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc. Hiện nay Hạ viện và Thượng viện đang đàm phán những thay đổi này, và tiếng nói của bạn sẽ mang trọng lượng rất lớn đối với các quan chức được bầu của bạn. Nếu bạn đồng ý rằng các nguyên tắc tha thứ cho các khoản vay hiện tại nên được đơn giản hóa hơn nữa đối với các khoản vay theo hình thức dưới 150.000 đô la, hãy xem xét việc bạn lên tiếng bằng cách ký một lá thư sẽ được chia sẻ với các thành viên của Quốc hội. Và đây là cái đường link để mà mình vào đây mình xem cái lá thư này và mình ký tên ha các bạn. Bây giờ chị sẽ click vào cái lá thư này nha. Đó, đây là những bạn nào mà đang nhận cái lá thư này có thể nhìn thấy và có thể làm theo mình ha. Rất là dễ luôn các bạn, chỉ cần 30 giây, 1 phút thôi là các bạn có thể làm được cái điều này. Rồi, khi mình bấm vào cái lá thư này thì đây là cái lá thư cũng là từ PayPal ha các bạn ha. Từ PayPal. Petition for Paycheck Protection Program Forgiveness. Đó, đây là cái nội dung. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái nội dung của cái lá thư này cho các bạn xem như thế nào ha. Thì đây là cái chủ đề, cái tiêu đề nè các bạn, đọc nhìn cái này ha. Đó thì họ ghi là khuyến khích Quốc hội cấp quyền tha thứ cho khoản vay theo hình thức PPP của bạn. Đó. Rồi đây là cái dòng này, mình đọc trước cái dòng này cho các bạn nha. Các doanh nghiệp nhỏ nhất nhận được khoản vay dưới 150.000 đô la không nên bị buộc phải điền vào các hình thức phức tạp, phải mất hàng giờ để hoàn thành và cung cấp tài liệu cồng kềnh để nhận được sự tha thứ cho khoản vay theo hình thức PPP. Ký thư dưới đây để kêu gọi Quốc hội miễn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn khỏi quá trình nặng nề và khó hiểu này. Đây là cái dòng này, là cái dòng đề nghị đó các bạn. Cái lá thư này là của PayPal họ soạn ra ha, để mà gửi. Và đây là cái nội dung, đây là cái giống như là cái tiêu đề để mà mình yêu cầu đó các bạn. Và đây là cái nội dung của lá thư đây. Chữ nó hơi nhỏ ha, thì bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn xem nha. Đây là toàn bộ lá thư thì chữ nó hơi nhỏ, thì bây giờ mình sẽ đọc từ từ cho các bạn nghe nha. Cảm ơn bạn đã nhận ra vai trò cực kỳ quan trọng mà các doanh nghiệp nhỏ đóng trong nền kinh tế của chúng tôi. Cam kết lưỡng đảng cung cấp cứu trợ thiết yếu cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng coronavirus, bao gồm cả thông qua chương trình bảo vệ tiền lương, đã rất nhiệt tình. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, việc cho vay để giúp chúng tôi vượt qua cơn khủng hoảng này mới chỉ là khởi đầu. Khi chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra và tiếp tục không chắc chắn,
Việc có được sự tha thứ của các khoản vay này cũng không kém phần quan trọng. Tất cả chúng ta đều là những doanh nghiệp nhỏ và đã đăng ký và nhận khoản vay dưới 150.000 đô la. Dưới 150.000 đô la đây các bạn nha. Thông qua chương trình bảo vệ tiền lương được tạo ra theo đạo luật hỗ trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế CARES của coronavirus. Mặc dù có được quyền truy cập vào các quỹ cho vay để trang trải một vài tháng lương và chi phí là rất quan trọng để giữ cho nhân viên của chúng tôi trong biên chế và các doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động. Tha thứ cho vay cũng là một lợi ích chính của PPP. Chúng tôi lo ngại rằng quy trình tha thứ không rõ ràng và phức tạp và sợ rằng chúng tôi có thể không đủ điều kiện dựa trên các quy tắc và yêu cầu tài liệu phức tạp do SBA công bố. Ngay cả khi chúng tôi sử dụng tiền như dự định của PPP, mặc dù biểu mẫu SBA 3508 EASY đã làm giảm các yêu cầu về tài liệu xung quanh số lượng nhân viên toàn thời gian tương đương, nhưng nếu không có sự khác biệt về số lượng tài liệu vẫn cần thiết cung cấp để chứng minh quỹ PPP được sử dụng cho các chi phí đủ điều kiện. Các hướng dẫn liên quan cũng phức tạp và khó thực hiện tại thời điểm khủng hoảng này. Chúng tôi khó có thể dành số tiền khan hiếm của mình cho luật sư hoặc kế toán để hỗ trợ chúng tôi xin tha thứ cho khoản vay. Chúng tôi rất mong Quốc hội thông qua luật cung cấp quy trình tha thứ chứng nhận trong một trang đơn giản và hợp lý hơn cho các khoản vay dưới 150.000 đô la và cung cấp cho chúng tôi sự cứu trợ và an tâm rất cần thiết. Các doanh nghiệp của chúng tôi đại diện cho một loạt các ngành công nghiệp trên mọi lĩnh vực của nước Mỹ đó các bạn. Covid-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng đã tác động tiêu cực đến từng người nhỏ bé của chúng ta. Các doanh nghiệp nhận được khoản vay dưới 150.000 đô la. Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ nhất, có ít nhân viên, nếu có, khi các hoạt động nhỏ hơn, xử lý vô số vấn đề trong việc điều hành và ổn định doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi không có đủ nguồn lực hoặc thời gian dành cho các doanh nghiệp lớn hơn nhận được khoản vay lớn hơn. Chúng tôi không thể dành nhiều thời gian và ngày giờ để chuẩn bị, nộp và sau đó sửa các mẫu đơn và tài liệu với hy vọng nhận được cấp giấy phép tha thứ. Chúng ta cần đầu tư để giữ cho các doanh nghiệp của chúng ta hoạt động trong cuộc khủng hoảng này. Và hơn thế nữa, một lần nữa, đây là cái dòng cuối cùng các bạn. Một lần nữa, chúng tôi hoan nghênh Quốc hội đã hành động theo kiểu lưỡng đảng và khẩn cấp để thông qua đạo luật CARES và tạo ra PPP. Sự sống còn của chúng tôi phụ thuộc vào cùng một cảm giác cấp bách bởi vì các doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Đó, đây là nội dung của PayPal họ đã gửi cho mình ha các bạn ha. Đây là cái lá thư mà PayPal đã soạn ra giống như là mình, có nghĩa là thay mặt những người đang nhận PPP để gửi cái lá đơn này lên cho Quốc hội. Và sau khi các bạn đọc xong hết những cái dòng này trong cái lá thư này rồi ha, thì mình sẽ kéo xuống dưới cái trang này để mà mình ghi vào đây. Rất là đơn giản. Đây là các bạn ghi first name, last name, business name là ví dụ tên của các bạn. Ví dụ tên của mình là Chi Brew. Ở dưới này business name lúc trước là mình ghi ở trong cái form PPP của mình là business name là Chi Brew. Rồi thành phố nơi mình đang sống và cái tiểu bang ha. Đó, đây là tiểu bang các bạn, coi tiểu bang nào. Xong rồi mình submit. Vậy là mình đã gửi đi rồi ha. Hôm qua Chi đã làm rồi đó các bạn. Thì bây giờ Chi chỉ chia sẻ lại cho các bạn thấy thôi ha. Đó, đây là cái nội dung của một cái PayPal mà ngày hôm qua mà Chi đã nhận từ cái email. Rồi cũng thông qua cái trang PayPal này. Và đây là mình tiếp tục chia sẻ với các bạn bài báo mà mình mới vừa đọc được ngày hôm qua luôn. Là sau khi mình đã làm xong cái email, mình giải quyết xong cái email mà mình mới vừa đọc cho các bạn xem đó, mình đã ký đơn và mình gửi đi rồi á. Thì cái thông tin này á, nó cũng liên quan đến cái lá thư mình mới vừa chia sẻ với các bạn xong ha. Thì bây giờ mình sẽ điểm qua coi cái lá thư này họ nói về cái gì nha. Thì ở đây giờ các bạn cũng nhìn thấy rồi, trên cái tiêu đề này là các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ nên được tha thứ. Đó là cái lời nói của ông Mnuchin nói ha. Thì đây là thông qua, ở dưới này là mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái nội dung này họ đã nói gì. Hàng triệu doanh nghiệp có thể xóa nợ
mà họ số tiền mà họ đã vay từ chính phủ liên bang thông qua chương trình bảo vệ tiền lương để các công ty của họ duy trì hoạt động trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Ông Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với các nhà lập pháp hôm thứ Sáu rằng khi Quốc hội và chính quyền Trump chuẩn bị bắt đầu đàm phán về một gói kích thích kinh tế khác, thì các khoản vay nhỏ hơn nên được tha thứ hoàn toàn, thay vì buộc một số doanh nghiệp nhỏ phải trả lại các phần nhỏ không được sử dụng trong chi phí tiền lương. Một trong những điều chúng ta nói đến là chúng ta có nên tha thứ cho tất cả các khoản vay nhỏ không? Tôi nghĩ rằng, ông nói rằng, tôi nghĩ rằng đó là điều chúng ta nên xem xét. Ông Mnuchin làm chứng trước Ủy ban doanh nghiệp. Đây là cái câu của ông Mnuchin đã nói ha các bạn ha. Rồi, để mình tiếp xuống đây, để mình đọc cho các bạn xem ha. Ông nói thêm rằng, rõ ràng là phải có các điều khoản kèm theo để ngăn chặn sự gian lận. Thư ký đã không gán một con số đô la của mình về các khoản vay nhỏ. Ngoài ra, ông Mnuchin nói rằng Quốc hội nên mở rộng chương trình PPP cho ngành du lịch như nhà hàng và khách sạn. Một số ngành như công nghiệp và xây dựng đang phục hồi nhanh chóng, trong khi các ngành khác như bán lẻ và du lịch đang phải đối mặt với các tác động dài hạn của hơn và sẽ cần hỗ trợ thêm. Bộ trưởng Tài chính cũng thừa nhận sự gia tăng các trường hợp coronavirus tại hàng chục quốc gia trên khắp đất nước, một điều gì đó mà Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng đã cố gắng hạ thấp, có thể cản trở thói quen đi lại và những cái chi tiêu bình thường của mọi người. Ông nói rằng, chúng tôi cũng rất nhạy cảm với thực tế là một số khu vực nhất định của đất nước đang gặp phải số lượng các trường hợp virus ngày càng tăng. Ông Mnuchin nhận xét về các khoản vay theo hình thức PPP, một chương trình được tạo ra theo quy định của đạo luật CARES, cung cấp hơn 600 tỷ đô la cho các khoản vay được tha thứ cho các công ty để thực hiện biên chế, đóng vai trò là chứng thực gián tiếp cho một đề xuất lưỡng đảng trong Quốc hội cho vay, một sự thúc đẩy lớn ý tưởng sắp thực hiện một dự luật từ các thượng viện, từ các thượng nghị sĩ ở thượng viện là sẽ tha thứ cho tất cả các khoản vay PPP nào trị giá dưới 150.000 đô la, đây các bạn, dưới 150.000 đô la trở xuống. Vì vậy, miễn là người đi vay nộp mẫu đơn chứng thực cho một trang cho người đi vay mà thôi. Có nghĩa là yêu cầu là vừa rồi là mình đã từ 11 trang, cái lúc đầu á, là cái đơn forgiveness là 11 trang ha các bạn. Rồi sau khi là xuống là đã ra một cái form mới là 3508 easy. Thì bây giờ họ kiến nghị thêm là những người nào mà đã vay dưới 150.000 đô hoặc là ít hơn thì sẽ chỉ làm một cái mẫu đơn là chỉ có một trang giấy thôi để chứng thực thôi. Điều này chiếm khoảng 3,7 triệu khoản vay. Các nhà lập pháp ước tính vào cuối tháng 6 và chiếm 85% của tất cả các khoản vay được phê duyệt theo hình thức PPP. Áp dụng cho sự tha thứ sẽ tiêu tốn của mỗi doanh nghiệp nhỏ 2.000 và 500 cho người vay. Nhóm lưỡng đảng ước tính nó sẽ tiết kiệm cho các chủ doanh nghiệp khoảng 7,4 tỷ đô la, cho các ngân hàng gần 2 tỷ đô la. Các bạn thấy không? Quá chừng nhiều luôn ha. Một luật pháp sẽ sử dụng một vài thay đổi quan trọng để tránh chi phí nặng nề của sự tiêu dùng thừa thải, để xác định xem liệu có phải tha thứ cho một doanh nghiệp nhỏ hay không, ông Cramer nói vào tuần trước. Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ tiết lộ đề xuất kích thích tiếp theo vào tuần tới trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào Đảng Dân Chủ một cách nghiêm túc. Đảng Dân Chủ Hạ Viện đã thông qua một khoản kích thích trị giá 3.000 tỷ đô la vào tháng 5, nhưng đã bị lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell và Nhà Trắng từ chối về thời gian, quy mô và phạm vi. Ông Mitch McConnell đã nói dự kiến sẽ phát hành một biên bản thu nhỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đô la mà thôi. Rồi, đây là cái nội dung về cái lá thư từ SBA, từ PayPal mình nhận được và một cái đề xuất của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đã nói, thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà những ai mà đang nhận cái gói vay PPP này sẽ có cơ hội rất là lớn là sẽ được tha thứ hoàn toàn dễ dàng.
chỉ là một trang giấy thôi, chứ không phải là 3 trang như bây giờ, để cho những ai mà đã mượn dưới 150.000 đô đó các bạn sẽ được tha thứ hoàn toàn và rất là dễ dàng ha các bạn ha. Thì Chi nghĩ rằng đây cũng là một cái tin vui cho những ai đang nhận được cái khoản vay PPP. Và nếu như cái đề xuất này được thông qua thì tất cả những người mà làm đơn forgiveness sẽ rất là dễ dàng, chỉ làm trong vòng một trang giấy mà thôi, giống như là làm cho có vậy đó các bạn. Thì hy vọng là cái video của Chi để giúp cho tất cả các bạn có thêm thông tin về cái khoản vay mà mình đang vay và sẽ làm cái đơn forgiveness như thế nào ha các bạn nha. Cảm ơn mọi người, và nếu cảm thấy thích cái video này, các bạn cho mình một like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye cả nhà.